các bạn nhất định phải đến khóa học Become MDRT. Đây là khóa học thay đổi cuộc đời. Thầy Bùi Xuân Hiếu, cha đẻ của những ngôi sao và là người thầy tạo nên những học trò tỏa sáng. Tôi tham dự khóa MDRT 01 và từ một đại lý chỉ có 4 đại lý cùng với mình. Và doanh số sau 1 năm tôi đã tăng trưởng 2000%, doanh số 12 tỷ một năm và với 80 nhân sự. Từ một người trẻ mà không có mục tiêu, không có động lực, tôi trở thành một người tìm thấy bản năng truyền cảm hứng của mình, truyền cảm hứng tích cực cho đội ngũ và tạo nên những người thành công hơn cả mình. I love you, Bùi Xuân Hiếu. Thật là tuyệt vời. Bản thân tôi đã học trường chuyên, bản thân tôi đã học lên đến thạc sĩ, nhưng mà đến với lớp này thì tôi nhận được những cái năng lượng tích cực và những cái tư duy chiến lược rõ ràng, và cái đó thì tôi nghĩ là nó sẽ rất giúp ích cho tôi trong công việc hiện tại lẫn như cuộc sống sau này. Thầy Hiếu là một phù thủy vô cùng hấp dẫn mà tất cả các bạn nên khám phá. Thầy giúp cho rất nhiều người thay đổi cuộc đời mình, giúp cho tôi thu nhập gấp 4, gấp 5 lần thu nhập hiện tại mà tôi đã làm trong vòng suốt 15 năm qua. Và bản thân tôi đã nhận được rất nhiều năng lượng từ thầy, và tôi truyền năng lượng đến cho đội ngũ của mình, giúp các bạn ấy có thu nhập gấp khoảng 10 lần thu nhập các bạn đang làm ở các vị trí, ở các công việc bên ngoài. Tôi đã học khóa Become MD số 08. Kết quả là tôi đã thành MDRT sau 7 tháng học của thầy, và mục tiêu của tôi là COT của năm 2021. Tôi cảm thấy cuộc sống luôn luôn tràn đầy năng lượng và bản thân mình tích cực hơn rất nhiều. Và tôi nguyện đi theo thầy để truyền đạt được nhiều năng lượng đến cho tất cả các bạn khác. Đối với tôi thì Become MDRT là một khóa học đáng học nhất cuộc đời này. Thầy Bùi Xuân Hiếu là một người cha, người đã tái sinh ra tôi lần thứ hai. Tôi học khóa Become MDRT số 10. Kết quả của tôi là từ con số 0 và bây giờ tôi đã đạt 124 hợp đồng. Tôi đạt COT trẻ nhất tiên phong group Manulife và tôi đã có 23 nhân sự từ con số 0. Tôi thấy sự thay đổi lớn nhất của tôi là mỗi ngày, mỗi giờ tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Để thành công trong nghề bảo hiểm thì bạn chỉ cần đến học thầy Bùi Xuân Hiếu, không cần phải đi đâu xa. Tôi chắc chắn bạn sẽ thành công. Become MDRT là khóa học mà sau khi tôi tham gia khóa học này thì tôi có tham gia rất nhiều khóa học của các thầy nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Ví dụ như là khóa học của thầy Anthony Robbins hay là khóa học của thầy Robert Kiyosaki ở Singapore. Và sau khi tham gia khóa học này thì tôi thấy là tất cả những cái kiến thức ở những khóa học đó tôi đã từng được học ở khóa MDRT. Và tôi thấy là nếu mà để nói về một khóa học thì tôi thấy là chỉ cần học khóa MDRT là đủ. Và nó không những là bổ ích cho những người làm trong nghề bảo hiểm mà còn rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống ạ. Từ bé đến nay thì tôi là một người không phải là một người ham học. Tôi là một người lười học, và thực sự là khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường thì để mà một thầy giáo hay một cô giáo nào mà làm cho tôi có một cái hứng thú học tập để tập trung học tập thì gần như rất là khó. Mà hầu như là thầy nào thì tôi cố tình ngồi ở dưới cùng và để tóm lại là quậy phá hay là chuyện trò gì đấy, bởi vì tôi cảm thấy là các thầy cô không tạo cho tôi được một cái cảm hứng để tập trung học. Nhưng riêng với thầy Bùi Xuân Hiếu thì không biết là thầy có một cái năng lượng như nào, thầy có một cái sức mạnh như nào mà tất cả các khóa học của thầy thì tôi đều tham gia, tôi không bỏ lỡ một khóa học nào. Và tất cả những cái lời mà thầy nói thì gần như là tôi rất là nhớ, và tôi cảm thấy là cái cách nói của thầy, cách truyền đạt kiến thức của thầy nó như là rót vào tai tôi và tôi nhớ từng lời từng chữ ạ. Tôi là học sinh khóa MDRT đầu tiên, khóa 1 của thầy Bùi Xuân Hiếu. Sau khi học khóa MDRT thì hệ thống của tôi đã phát triển từ một nhóm nhỏ khoảng tầm có 6-7 người, và đến bây giờ hệ thống của tôi đã tăng trưởng khoảng 20 lần. Hệ thống của tôi bây giờ có khoảng 150 người ạ. Và về doanh số thì cũng tăng khoảng tầm, chắc là tôi không nhớ được con số, nhưng mà nó phải tăng khoảng mấy chục lần ạ. Đấy là về góc độ. Và sau khóa học MDRT 7 tháng thì tôi đã đạt được thành tích cá nhân là COT, và góc độ đội nhóm thì tăng trưởng khoảng 20 lần. Trong cuộc sống của tôi thì cái khóa học của thầy cũng giúp tôi vượt qua được rất nhiều những cái thăng trầm trong cuộc sống. Rất là cảm ơn thầy Bùi Xuân Hiếu đã, và tôi cảm thấy tôi rất may mắn được là học trò của thầy. Xin cảm ơn thầy. Tôi có một lời khuyên với những người đã và chuẩn bị tham gia làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, thì khóa học MDRT của thầy Bùi Xuân Hiếu là khóa học mà không thể bỏ lỡ nếu như các bạn muốn thành công. Đấy, khóa học này là mắc một sai sót rất lớn về việc đặt tên. Không thể gọi là chỉ là Become MDRT in the first year được. Đây phải là tên: 1. Tái sinh dưới một phiên bản tốt hơn. 2. Chinh phục mọi khách hàng, tức
chọn một cái mặt ngành ngành kinh doanh không chỉ ngành bảo hiểm. 3 là tề gia trị quốc bình thiên hạ. 4 là dám cho đi. 5 là khóa học hạnh phúc hơn mỗi ngày. Ngoài ra còn rất nhiều tên khác, hôm nay có bạn đặt tên là tái sinh một lần nữa. Đó, cho nên là con này chắc chắn là đặt tên sai rồi. Thầy ấy là một phù thủy. Mình đã học thầy hơn 2 năm rồi và học tất cả các khóa của thầy, mấy chục khóa mà vẫn chưa học hết những cái phép thuật của thầy. Thầy có một tuần trừ phép thuật. Số 1, tất nhiên mình luôn luôn là người học tất cả các khóa của thầy vào đầu tiên. Kết quả là khi đó mình có 30 nhân sự với mức doanh số hồi đấy là chỉ khoảng 200-300 triệu một tháng gì đó thôi cho cả cái đội đó. Thì sau 20 tháng từ khóa Become MDIT in the first year level 1, mình đã là CFP 2 năm liền. Hệ thống của mình đã tăng lên gần 300 người và có mức doanh số là gần 4 tỷ một tháng. Điều đấy có kinh khủng không? Khi ngồi lại thống kê lại mình thấy rất kinh khủng. Và công nhận chỉ có phù thủy là được việc đấy, đúng không? Hãy đến với phù thủy của Dương Nhớ để cảm nhận thế nào gọi là phù thủy và thế nào gọi là biến hóa phúc thuật. Nếu bạn đang mất phương hướng, nếu bạn đang tụt dốc một phanh, nếu như bạn đang thất bại thì hãy đến với lớp học Become MDIT in the first year. Đây không phải lớp học dành riêng cho ngành bảo hiểm đâu. Đây là lớp học dành cho tất cả mọi người. Lấy lại năng lượng, lấy lại phương hướng, sống hạnh phúc hơn, sống hoàn hảo hơn mỗi ngày. Thầy Hiếu là người truyền năng lượng tốt nhất mà mình đã từng mình học rất là nhiều và cả trên thế giới nữa. Và thầy Hiếu là người truyền năng lượng tốt nhất.